chào các bạn. Hôm nay GameHub.vn sẽ trải nghiệm tựa game Zookeeper, một tựa game rất là sặc sỡ, có thể loại phong cách xếp hình rất thích hợp cho các bạn nữ cute. Đấy, các bạn nam mà xem được clip này thì có thể giới thiệu cho em gái mình, cháu mình, bạn gái mình, chị gái mình cũng đều được. Đây thì chúng ta đang ở màn hình của game này. Bắt đầu vào. Game rất là sặc sỡ, lắm màu sắc, màu gì cũng có. Mới đầu vào thì mình hơi bị hoa mắt bởi vì nhiều màu quá, không biết chỗ nào ở chỗ nào. Này, sau khi chơi một lúc đến được level 3 rồi thì mình bắt đầu phân biệt được. Đây, nó ở phía thanh trên chúng ta sẽ có các chế độ, chẳng như là chơi với bạn của mình nè, trong danh sách ý, rồi thành tựu nè, luyện tập là tụi chơi nè, rồi đánh với người chơi trực tiếp trên toàn thế giới. Ở góc trên này là lực chiến, không phải lực chiến nhầm, thanh năng lượng, là thanh năng lượng chúng ta. Đây mình chỉ còn có 2/6 thôi, tuy nhiên là mới vào chơi các bạn sẽ được tặng cái bình này để làm đầy thanh năng lượng. Mình vừa bấm nhầm vào nút event đó, bấm vào Mai Du là chúng ta có thể thấy cái công viên của mình. Mình sẽ kiếm tiền bằng cách là nuôi các loại thú để cho khách tham quan đến xem, mà người ta sẽ cho tiền ý. Đấy, và trang trí cho con thú của mình càng đẹp càng tốt. Đây chúng ta lại thay nhân vật này, hoặc là thay cái bối cảnh ở đây, hoặc là trang trí thêm trăng hoa sao gì đó. Đó là một phần của trò chơi, và cái phần chính của chơi này chính là xếp hình. Chúng ta sẽ bắt đầu vào. Mình sẽ chọn chế độ chơi đấu với người chơi trên toàn thế giới thì sẽ có sự gọi là kích thích hơn. Đấy, có thể thấy là các chỉ số rồi các rank của nhân vật hiện ra. Nào, bắt đầu vào. Hai bên bắt đầu kiểu chào nhau rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là xếp hình càng nhanh càng tốt trong một thời gian nhất định. Mỗi cái con vật này thì đều có một chức năng riêng, chẳng hạn con ăn con nào có thể là sẽ tăng về lực chiến này, hoặc là tăng về phòng thủ này, hoặc là giúp hồi máu. Đấy, mấy con hiền hiền kiểu hươu này thì chắc là giúp tăng phòng thủ này. Rồi sau đó sẽ có so sánh về cái điểm của điểm đánh nhau và phòng thủ của hai bên, rồi sẽ tính của mình. Mày nói không nhìn thấy. Đây sẽ tính hai bên và đánh nhau ném tổng kết. Ôi, mình đang có cơ hội thắng. Bắt đầu sang vòng 2. Chúng ta sẽ chơi khoảng 4 vòng. Thì sẽ phân thắng bại, ai có ít máu hơn thì sẽ thua. Còn nếu mà trước khi hết 4 vòng mà đã hết máu thì bye. Nói này mất tập trung quá, không biết cái nào. Đâu rồi? Ngoài ra thì chúng ta có mấy cái để ăn dày. Mình cũng không biết tại sao tự nhiên lại có cái dessert xuống để cho mình ăn nữa. Ôi, attack của mình là 119, các bạn có thể thấy cái số liệu nó hiện ở góc trên màn hình như thế này. Ơ, con này không, hình như bỏ quên máy không chơi nhỉ. Sẽ đánh mình suốt à? À, để mình đánh suốt. Ô, còn thừa cả chỉ số luôn. Đấy, thắng rồi. Yay. Đấy, rank của mình đã tăng lên. Ngoài ra còn có báo này, có người đến chơi công viên tham quan, chúng ta bấm vào nó để lấy panda. Hình như đây là event, mình phải đánh con này. Thử đánh nó xem nào. Không đánh được không? Nhìn nó to trông hung dữ quá. Em ném một phát chân luôn. À? Call in help. Thôi bye. Đó, thì game này rất là sặc sỡ và nhiều thứ chúng ta còn có thể mua, rồi trang trí nhân vật hoặc như thế nào đấy, hoặc có là làm nhiệm vụ nữa. Nói chung là có rất nhiều thứ để chúng ta khám phá. Nhưng mà con trai thì mình cũng không nghĩ là không, mình cũng không đánh giá đâu, không sao. Đấy, vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Zookeeper. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip review em khác của GameHub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.